Xin chào mừng các bạn đang theo dõi kênh Mọt Sử Việt, nơi gặp gỡ của những người yêu thích lịch sử Việt Nam. Chúng ta đều biết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường được cán bộ, chiến sĩ thân mật gọi là Anh Văn. Nhưng trong cuộc đời hoạt động cách mạng lừng lẫy và gắn liền với một giai đoạn hào hùng của lịch sử Việt Nam, đại tướng cũng còn có những cái tên bí danh khác. Đó là những cái tên bí danh nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung sau đây. Bài viết đã được đăng tải trên báo điện tử VN Express sau khi đại tướng qua đời tháng 10 năm 2013. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có nhiều tên khác trong suốt cuộc đời lừng lẫy và gắn liền với một giai đoạn hào hùng của lịch sử Việt Nam. Nhiều người vẫn tưởng rằng từ nhỏ tướng Giáp có tên là Văn, nhưng thực ra, Võ Nguyên Giáp chính là tên khai sinh của ông. Theo thói quen của nhiều gia đình Việt Nam trước đây, tên những người con thường đặt theo một chữ thuộc hàng can hoặc chi trong năm sinh để dễ nhớ tuổi. Tuy nhiên tướng Giáp được sinh năm 1911, năm Tân Hợi, không liên quan gì đến chữ Giáp cả. Có lẽ, thân phụ ông, nhà nho Võ Quang Nghiêm, đã gửi gắm những mong muốn của mình khi đặt tên cho các con của mình và những cái tên ấy đã ứng nghiệm vào cuộc đời của họ. Dù tốt nghiệp trường luật và từng hành nghề báo, nghề dạy học, ông Giáp sau này lại trở thành một đại tướng tổng tư lệnh quân đội lừng danh. Trong khi đó, em trai ông, người được đặt tên là Võ Thuần Nho, sau này giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Ở trường học, bên cạnh tên Võ Nguyên Giáp, ông cũng dùng tên Võ Giáp. Bức ảnh chụp lại chứng chỉ tốt nghiệp cử nhân luật của ông, Đại học Luật Khoa Hà Nội cấp năm 1938, ghi rõ tên người được cấp là Võ Nguyên Giáp hoặc Võ Giáp. Trong cuộc đời hoạt động của mình, tướng Giáp đã sử dụng nhiều cái tên khác nhau. Thời kỳ năm 1929-1930, khi viết báo hồn trẻ, các bài báo bằng tiếng Pháp, Le tiếng nói của chúng ta, Le Travail, lao động. Ông dùng các bút danh Vân Đình, Hải Thanh. Sau cách mạng tháng 8, khi viết các tờ báo của chính quyền, bên cạnh tên Võ Nguyên Giáp, ông còn dùng thêm bút danh Hồng Nam. Ngày 3 tháng 5 năm 1940, khi cùng ông Phạm Văn Đồng vượt biên sang Trung Quốc để gặp Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp dùng bí danh là Dương Hoài Nam. Sau này tướng Giáp đặt tên Hồng Nam cho người con trai út của mình còn người cháu nội của ông, con trai ông Hồng Nam, có tên là Võ Hoài Nam. Bút danh Vân Đình cũng được Võ Nguyên Giáp dùng trong các cuốn sách tuyên truyền cách mạng. Vấn đề dân cày, viết chung với ông Trường Trinh, người ký bút danh Qua Ninh. Cuốn sách được nhà sách Đức Cường in năm 1938. Một bí danh của tướng Giáp là Văn được biết đến rộng rãi trong nước. Bí danh này được dùng từ trước cách mạng tháng 8. Nhiều tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cán bộ dưới quyền vẫn gọi ông một cách thân mật là anh Văn. Các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam những năm đó cũng thường được gọi bằng bí danh như anh Thận, Trường Trinh, anh Tô Phạm Văn Đồng, anh Cả, Nguyễn Lương Bằng. Trong mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Chỉ huy Lâm Thời Khu Giải Phóng ngày 12 tháng 8 năm 1945, Võ Nguyên Giáp là người thay mặt Ủy ban ký với tên Văn. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tướng Giáp mang mật danh là Hưng, Bức thư của ông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trường Trinh và Chính trị Bộ để trình bày về chủ trương tác chiến mới tại Điện Biên Phủ, chuyển từ chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc, ký ngày 30 tháng 1 năm 1954 mang tên này. Tại chiến trường Điện Biên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thỉnh thoảng có viết những bình luận quan trọng mang ý nghĩa chỉ đạo toàn quân của Bộ Chỉ huy Chiến dịch và Bộ Tổng Tham mưu gửi đài tiếng nói Việt Nam đọc với bút danh chính nghĩa tới chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975, để bảo mật cho những chỉ đạo gửi tới bộ tư lệnh chiến dịch, tướng giáp lấy bí danh là Chiến, trong khi đại tướng Văn Tiến Dũng, người được quân ủy trung ương cử vào miền Nam để đôn đốc chiến dịch, lấy bí danh là Tuấn. Hai ông vẫn gửi điện cho nhau theo các bí danh này. Tới giai đoạn cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, tướng giáp sử dụng lại bí danh Văn Bức điện lịch sử được ký bằng tên văn quen thuộc của ông ngày 7 tháng 4 năm 1975, gửi các đơn vị đang đổ vào chiến trường với nội dung Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bảo, tá bảo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ từng phút, sốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về các cái tên bí danh mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sử dụng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông. Nếu quý vị thấy các nội dung này hữu ích và lý thú, xin hãy đăng ký kênh like, share để động viên team chúng tôi. Nếu quý vị và các bạn mọt sử muốn tìm hiểu thêm về chủ đề nào, xin hãy để lại comment vào dưới các clip. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.